Để ngày của bạn dài hơn 24 giờ, chắc bạn cũng từng ao ước một ngày dài hơn 24 giờ để bạn có đủ thời gian làm tất cả những việc cần làm. Vậy có khi nào bạn thắc mắc vì sao một số người cũng có 24 giờ như bạn có thể hoàn thành hàng tấn công việc mỗi ngày mà vẫn luôn vui vẻ, thoải mái và thành công? Sau đây là 6 bí quyết từ chuyên gia Kevin Dam, tác giả quyển sách bestseller tại Mỹ Video Marketing for Dummies, giúp bạn cải thiện năng suất làm việc và tích lũy quỹ thời gian cho bản thân. 1. Chọn lựa những ưu tiên. Việc đầu tiên là xác định những mối ưu tiên của bạn. Hãy tập trung vào những việc khiến bạn cảm thấy vui vẻ và có thể làm tốt nhất. Với nỗ lực cũng như sự say mê của mình, bạn chắc chắn có thể hoàn thành tốt những công việc này mà không thấy mệt mỏi chút nào. Ngoài ra, hãy điều chỉnh phong cách sống nếu bạn muốn có thêm nhiều thì giờ để làm nhiều việc hơn hiện tại. Bạn hoàn toàn có khả năng lựa chọn, chỉ là bạn chưa quyết tâm mà thôi. 2. Đề cao tính hiệu quả. Bạn không thể làm tốt mọi thứ, vì vậy, làm những công việc là thế mạnh sẽ tiết kiệm thời gian và mang lại cho bạn niềm vui. Nếu bạn chưa sẵn sàng, đừng làm. Kiến thiết cuộc sống phù hợp với nhu cầu và sáng suốt nhận ra đâu là những cơ hội thực sự, đâu là những việc phí thời gian mà trong thâm tâm bạn không hề muốn làm. Không ai có thể lập trình sẵn cuộc sống của chính bạn. 3. Phối hợp các hoạt động. Nhiều người điên đầu tính toán để cân bằng thời gian dành cho gia đình, bạn bè, công việc và vui chơi giải trí. Thật ra thì việc này không cần thiết, hãy tìm cách tận hưởng tất cả cùng một lúc. Xây dựng mạng lưới các quan hệ xã hội ngay tại công sở, tìm những người có cùng sở thích phong cách sống và cùng hợp tác làm việc với họ. Trong trường hợp bạn không tìm được bất kỳ điểm chung nào với đồng nghiệp, xung quanh hay niềm vui trong công việc thì bạn nên suy nghĩ đến chuyện thay đổi công việc. Chưa chắc bạn đã có một cuộc đời thứ hai để phí phạm những giây phút hiện tại của đời mình trong buồn rầu, khổ sở. 4. Chủ động quản lý những việc tốn thời gian, mạng xã hội, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên, những người hay than vãn, tất cả đều có thể lấy hết thời gian quý báu của bạn bất kỳ lúc nào nếu bạn cho phép họ. Quỹ thời gian của bạn cần phải được dành cho những việc thực sự cần thiết. Hãy can đảm nói không và tránh xa những việc linh tinh khiến bạn chán nản và mất năng lượng. Mạng xã hội chẳng khác nào một lỗ đen hút hết thời gian và sức lực của bạn. Hãy kiểm soát nó, sử dụng một cách thông minh và đặc biệt là tránh xa trò farm view. 4. Hãy là một người học chủ động. Chắc bạn nghĩ học hành sẽ rất tốn kém thời gian và lấy đi của bạn nhiều thứ, nhưng bạn hoàn toàn có thể dành thời gian cho việc học dù bạn là một CEO bận rộn. Ngày nay, có rất nhiều phương tiện và cách thức hiện đại để bạn tiếp cận kiến thức ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. 5. Lạc quan lên. Bạn đừng tự đổ lỗi hay nhấn chìm mình vào những căng thẳng vì không thể quán xuyến tất cả mọi thứ. Trái đất vẫn quay nếu bạn không hoàn thành một vài công việc nào đó. Quay lại bí quyết đầu tiên, danh sách công việc ưu tiên là điều không thể thiếu. Đừng quên ăn mừng mỗi sự tiến bộ và tiếp tục cố gắng để hoàn thành mục tiêu đường dài. Chúc bạn có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng trong công việc và niềm vui trong cuộc sống. Duy Anh Web xin cảm ơn bạn đã xem hết video này. Nhớ like và đăng ký kênh Duy Anh Web để thường xuyên nhận được những video mới nhất.